Thưa quý vị, nhận thức được vai trò tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, những năm qua các cấp bộ đoàn trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã triển khai các hoạt động hiệu quả thiết thực. Nhiều phong trào mô hình được duy trì và phát huy hiệu quả, tạo dấu ấn, sức lan tỏa trong cộng đồng, đồng thời phát huy được vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiêu điểm 60 cộng trưa nay, chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị những mô hình điển hình trong phong trào bảo vệ môi trường của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh. Mô hình cá voi bằng kim loại đặt tại bờ biển xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Rất đơn giản nhưng góp phần lan tỏa thông điệp xanh. Mỗi khi tắm biển, người dân, trẻ em và du khách sẽ nhặt rác trên bờ biển bỏ vào con cá voi này. Con thích con cá này. Lần con đi tắm biển, con lượm rác, con bỏ vô con cá. Đây là công trình thanh niên của xã đoàn Lộc An, huyện Đất Đỏ, phối hợp với đoàn thanh niên trạm radar 2511. Khoảng 2 tuần, chú cá voi này sẽ ăn từ 3 đến 4 tạ rác các loại, góp phần bảo vệ bờ biển địa phương sạch đẹp. Để phối hợp với các xã khác mà giáp với khu vực biển mà có bãi tắm của người dân, thì chúng ta sẽ phối hợp và nhân rộng mô hình này, tại vì sau khi đưa vào sử dụng thì thấy nó rất là thiết thực và hiệu quả. Thời gian qua, Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu tăng cường kết nối với tình nguyện viên đến từ các tổ chức phi lợi nhuận khắp cả nước như Sài Gòn Xanh, Hội Yêu Rác, Bình Dương Xanh, Biên Hòa Xanh, tổ chức thường xuyên các chương trình làm sạch bờ biển, mỗi tháng ít nhất 2 lần. Từ đầu tháng 8 năm 2023, hơn 60 tấn rác thải ở các bờ biển trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được thu gom, góp phần tạo môi trường biển xanh sạch đẹp, tạo ấn tượng cho người dân và du khách. Thì mọi người gần như là rất là hào hứng tham gia, và thậm chí là tham gia còn đông hơn khi mọi người là tổ chức dọn rác ở Sài Gòn. Vì chúng ta làm mục đích chính là lan tỏa ý thức và lan truyền đến cái niềm tin vào một cái môi trường sạch đẹp hơn và sự đoàn kết của mọi người với nhau trên mọi miền của Tổ quốc. Bằng nguồn kinh phí vận động và bỏ ngày công lao động, đoàn thanh niên phường Long Tâm thành phố Bà Rịa đã thiết kế biến những lốp xe ô tô cũ thành những chiếc xích đu và sáng tạo thêm nhiều chi tiết để mang đến không gian vui chơi mới cho 800 học sinh trường tiểu học Lê Lợi, phường Long Tâm. Công trình vừa tạo không gian vui chơi cho các em, vừa tuyên truyền thông điệp xanh, bảo vệ môi trường. Phải đi liên hệ những cái chỗ mà người ta thay cái vỏ bánh xe. Mình phải đi xin, rồi nhiều khi người ta ngại, người ta cũng không có cho. Mình phải nói như thế nào để người ta có thể hỗ trợ cho mình được. Rồi khi mình xây dựng những cái xích đu như thế này thì mình cũng phải nghĩ đến cái tính an toàn của các em. Nên là đoàn phường cũng đã thiết kế những cái tấm lót nằm ở chính giữa để cho các em nó không có bị xảy ra cái thương tích khi mà các em đã sử dụng.